dậy con, dậy đánh răng, ăn sáng rồi còn đi học nè. Lẹ lẹ, mẹ đã làm đồ ăn sáng sẵn mẹ để ở trên bàn rồi đó nha. Con mau dậy đi. Dạ, con biết rồi mẹ ơi. Hay, trời lạnh quá, chắc là mình khỏi đánh răng đi. Cũng không có ai biết đâu. Chứ là như thế này, thì ê hết cả cái hàm răng. Hay. Đồ ăn sáng ngon thế kia. Nhanh 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 nhanh. Ngon quá thì mất. Công nhận là mình chưa đánh răng á, cái vị mà mình chưa đánh răng ăn sáng á, ta nói nó mặn mặn ngọt ngọt ngon dễ sợ luôn. Ủa, xíu, sao con lẹ vậy? Con đánh răng chưa mà ngồi ăn sáng thế kia? Đừng có nói với mẹ là con chưa đánh răng nha. Dạ con, tại vì con đói quá cho nên con ăn rồi con đánh luôn cũng được mà mẹ. Công nhận chưa đánh răng ăn sáng ngon dễ sợ luôn á. Trời đất ơi, cái con nhỏ này dơ quá đi mất. Mà mẹ để ý nha, hình như là con ít đánh răng lắm đúng không? Con bao nhiêu tuổi rồi hả? Con không sợ bạn bè cười vào mặt con sao? Ý, ai nói mẹ con không đánh răng chứ. Bây giờ con ăn xong rồi nè, con sẽ đi đánh răng ngay đây ạ. Thôi thôi, đánh lẹ rồi mẹ chở đi học nè, trễ việc của mẹ rồi. Mình nói đùa với mẹ thôi, chứ mình không có đánh răng đâu. Trời lạnh thế này, mình không đánh răng thì cũng chả ai biết được. Mình đi học thôi. Chào buổi sáng nha cả lớp. Rồi, các em bây giờ nộp bài tập về nhà ngày mà ngày hôm qua cô giao cho các em lên lớp đi. Ủa, nè Na, bà làm bài tập chưa vậy? Ồ, tôi làm rồi. Hên là mình làm rồi, xém xíu nữa là quên mất tiêu luôn. Mà nè 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 nè, tụi đó bà nghe cái này nè. Xíu nữa mình xuống canteen mình mua cái gì ăn đi. Ơ, trên người bạn có cái mùi gì vậy xíu? Bạn có thể nào mà tránh xa mình ra nói chuyện được không? Chứ mình nghe khó chịu quá đi à. Ơ, cái con nhỏ này, mùi gì cơ? Mình không biết nhưng mình cứ nghe mùi hôi hôi ấy. Trên người của bạn thì phải, đâu mình thử thử xem. Ý, mà bạn đi học bạn không rửa mặt sao? Sao mặt bạn lắm lem thế kia? Ý, nè, đừng có nói bậy nha. Ai nói mình không rửa mặt cơ chứ? Mình có rửa mặt, nhưng mà tại vì cái vết này nè, nó dai quá, mình rửa mãi nó không ra chứ. À, vậy đó hả? Ý, sao mà mình cứ nghe trên người bạn có mùi hôi hôi á. Mà bạn tránh xa mình ra nha, đừng có ngồi gần mình. Ý, chết, chẳng lẽ mình không đánh răng nó nghe được mùi hôi trên miệng mình ta? Mà thôi kệ, mình sẽ bớt nói chuyện lại thì tụi nó sẽ không biết đâu. A chi, trời đất ơi, xíu bạn ác xì bạn có thể nào tránh xa mình ra được không? Bạn ác xì mà bạn kê hẳn vô mặt của mình như vậy, biết là mắt vệ sinh lắm không hả? Mình xin lỗi tại vì mình không có kịp tránh á. Mà nói nghe nè, chiều nay á, mấy bạn qua nhà mình chơi nha, mình đãi mấy bạn ăn bánh. Wow, thích nha, nay được xíu đãi ăn bánh luôn kìa. Ừ, được rồi, chiều nay tụi mình sẽ ăn mặc sạch sẽ hôm tho để qua nhà bà xíu ăn bánh. Hay, đi học cả ngày về mệt quá đi mất. Con đi học về rồi hả xíu? Thôi, con tắm rửa đi, rồi xuống mẹ dọn cơm cho ăn nè. Tắm gì mẹ? Thôi, người con còn sạch thế kia mà. Chưa nắng, tắm bệnh á mẹ ơi. Trời đất, cái con nhỏ này con có biết đi học lạ hả? Về mồ hôi mùi kê. Mẹ nghe con hôi lắm rồi đó. Con mau mau đi tắm, rồi lên đây mẹ dọn cơm cho ăn lẹ. Con biết rồi mà, chán mẹ ghê luôn á. Mình không cần đi tắm đâu, mình chỉ thay một chiếc váy khác vô là được rồi. Như vậy là mẹ không biết mình vẫn ở dơ. Chứ trời này lạnh lắm, khi mình tắm sao mình chịu nổi cơ chứ. Hay, để mình vô phòng con bé mình dọn dẹp. Trời đất ơi, con gái con nói gì? Trời ơi, coi cái phòng đó nè. Nào thức ăn, nào dĩa, nào quần áo. Chết rồi, cái mùi thật là khó chịu. Không thể như thế được. Xíu, vô đây mẹ bảo coi. Trời ơi, con gái con đứa mà cái phòng của con vậy đó hả? Dạ dạ, mẹ kêu con gì mẹ? Con nhìn lại cái phòng của con coi, có giống cái phòng của đứa con gái không? Con mau dọn dẹp sạch sẽ cho mẹ, cái phòng con hôi dữ lắm rồi đó nha. Dạ con biết rồi, con định dọn ấy chứ, mà mẹ kêu con đi tắm nè. Cho nên á, con chưa có dọn, bây giờ mẹ ra ngoài đi. Ra ngoài đi rồi con dọn. Dọn cho mẹ đàng hoàng đó nha chưa. Trời ơi là trời, sao mà ở dơ vậy này không biết nữa. Bây giờ dọn thì đâu có kịp đâu. Mình gom hết vô trong tủ này mới được. Bạn bè mình nó sắp đến chơi rồi, nó mà thấy cái phòng mình như thế này ấy hả, nó sẽ cười mất. Mình sẽ gom từng cái mình bỏ vô cái tủ này. Cái cài nè, củ cà rốt, dĩa, ly trà sữa. Xong thế là gọn rồi. Bây giờ mình chỉ cần đẩy tủ lại thôi là không ai biết. Cái phòng của mình sạch sẽ mà. Mình quá ư là thông minh, bây giờ thì cái phòng mình sạch o luôn rồi. Rồi con dọn phòng con xong chưa đó? Mẹ yên tâm, con dọn sạch sẽ hết trơn rồi. Trời, làm gì nhanh như vậy? Nãy mẹ thấy phòng con bừa bộn lắm mà. Đâu để mẹ vô mẹ kiểm tra xem. Đúng thật là sạch thiệt.
Nhưng mà hình như còn cái mùi gì nó hôi hôi thì phải. Chắc là mùi hôi của rác đây. Để chiều á, mẹ hả xịt nước, mẹ lau nhà, lau luôn cái phòng cho con. Mà công nhận, mà rác nó quăng đâu hết rồi ta. Con bé này nó dọn kiểu gì mà hay dữ vậy. Hello, tụi tôi tới rồi nè. Wow, nhà bà bự to quá ha. Chứ sao nữa, nhà tôi là to. Mà thôi, bây giờ mình đi vô phòng tôi chơi đi. Phòng tôi á hả rộng mà đẹp lắm, có nhiều thứ để chơi lắm á. Đâu đâu, đi. Wow, công nhận phòng bà đẹp ghê ha. Trời ơi, xịn, chiếc giường này cũng đã thiệt. Chứ sao, tôi nói rồi, phòng tôi hơi bị xịn luôn á. Nhưng mà tôi nghe ở trong phòng bà có cái mùi gì á nha. Tầm bậy, mùi gì? Phòng sạch sẽ như vậy mà kêu mùi là mùi gì? Không, mình nghe thiệt, có mùi. Đúng rồi xíu ơi, tôi nghe có cái mùi gì á, nó cứ hôi hôi. Đâu đây nè? Không, kỳ vậy ta, phòng mình sạch mà đúng không? Thì đúng rồi, tôi thấy phòng bà sạch mà. Hay là có con gì chết? Chắc vậy, để mình đi kiếm thử coi. Lỡ con gì chết đâu đây thì nó hôi lắm. Mà đâu có đâu. Không có. Vậy là mùi gì vậy ta? À, chắc là nhà kế bên á, nấu ba cái lẩu mắm á, cho nên là mùi mắm á. Chứ không có mùi gì đâu. Không đúng, cái mùi này không phải mùi lẩu mắm đâu xíu ơi. Mình thấy cái mùi này nó hôi kỳ lắm, giống như là mùi rác vậy đó. Tầm bậy, phòng tôi làm gì có rác. Thôi, mấy bạn chơi đi, cứ chơi phòng tôi hôi hoài à. Để mình đi tham quan xung quanh phòng coi. Ý, cái tủ này đẹp dạ. Cái tủ này ở trong đây gì có trong đây hả? Ê, đừng đụng vô cái tủ này. Trong đây á là đồ quý giá không á. Đừng có đụng vô nha chưa. Mất cái gì á hả? Lạ hả? Đồ nè nha. Đâu đâu? Trong tủ gì mà quý giá? Cái gì mà càng tò mò thì mình cái gì mà càng bí hiểm thì mình càng thắc mắc. Đâu, mình sẽ gỡ cái tủ này ra xem có cái gì ở trong đây. Ơi, đừng mà. Mình nó hai bạn tránh xa cái tủ này ra đi. À, trời ơi, rác đè chết mình rồi. Trời ơi. Sao trong phòng bạn bẩn thế này? Gì mà quần áo, ly sữa rồi sao mà dơ thế? Hèn gì thì ra là cái mùi hôi trong đây ra nè. Trời đất ơi xíu, sao bạn ơi dơ vậy? Thôi tụi mình không chơi với bạn nữa đâu, tụi mình đi về đây. Hèn chi nãy giờ mình cứ nghe mùi thúi rùm mà. Hôi quá. Trời ơi, đã nói rồi đừng có đụng vô mà. Mà cái này mình cũng không biết. Không biết tại sao nó nằm ở trong tủ nữa. Thôi, bạn ơi dơ quá, tụi mình không chơi với bạn nữa đâu. Thôi tụi mình đi về đi. Trời ơi, xíu ơi dơ quá. Mình sẽ lên lớp, mình nói hết cho cả lớp nghe là xíu ơi dơ, xíu ăn rác rến, xíu dồn hết vô trong tủ luôn. Thôi mình đi về. Ê nè, đừng có nói mà. Mình không có ơi dơ nha. Năn nỉ ngày mai mua bánh cho. Thôi, không, mình không cần mua bánh. Khi nào mà bạn hết ơi dơ thì tụi mình sẽ chơi lại với bạn. Còn bây giờ, tụi mình không chơi với bạn nữa. Bạn đúng là ơi dơ. Còn gái gì vào mỗi giờ thấy sợ. Mấy bạn không chơi với mình nữa rồi. Ủa, cái gì vậy xíu? Rồi bạn con đâu hết rồi, sao ngồi đây khóc? Ê, hình như mẹ nghe nhà mình có cái mùi gì á con. Cái mùi gì đâu hả ta? Hình như trong phòng con phát ra. Trời, cái gì đấy xíu? Thì ra là con dọn dẹp rác rến con dồn hết vô trong tủ này đó hả? Rồi xong, có phải là bị mấy bạn phát hiện rồi không? Trời ơi là trời, tại sao tôi lại có một đứa con gái ở dơ như thế này? Con có biết là con dơ lắm không hả? Cái phòng của con hôi rinh nè. Cũng đáng lắm, mấy bạn không chơi với con là đúng rồi. Mẹ lại còn nói như vậy nữa. Mẹ nói không đúng hả xíu? Con lớn rồi, con gái là phải sạch sẽ thơm tho thì người ta mới yêu quý, yêu mến. Chứ con thấy không, rét đến con thế kia, con cứ dồn vô trong tủ như vậy ai mà chịu cho nổi hả? Mẹ ở chung nhà với con đây mà mẹ còn chịu không nổi nữa. Con nên sửa lại cái cách sống của con đi. Dạ, bộ con gái là phải sạch sẽ hả mẹ? Đúng rồi, không phải là con gái hay con trai gì hết. Nhưng mà cả trai lẫn gái đều phải sạch sẽ, thơm tho, gọn gàng thì người ta mới yêu thích, mới dám lại gần mình chứ đúng không? Nhưng mà con là con gái, con càng phải càng sạch sẽ, gọn gàng. Con mà cứ ở dơ như thế là không có bạn nào mà thích con nữa đâu nha. Dạ, con biết rồi. Từ nay con sẽ không ở dơ nữa. Con sẽ dọn dẹp sạch sẽ, vệ sinh thật là sạch sẽ. Mấy bạn sẽ chơi lại với con. Đúng rồi. Thôi, còn bây giờ mẹ thấy cái phòng con hôi dữ lắm rồi. Mau đi vô dọn dẹp, hốt rác rồi cho mẹ hết đi. Rồi hả, làm cho phòng thơm tho trở lại biết chưa? Dạ. Ta-da, và thế là câu chuyện cô bé xíu ở dơ của chúng ta đến đây cũng là kết thúc rồi. Và các em ơi, không biết các em có giống như bạn này không? Đừng có như vậy nha, chúng ta là phải thật là sạch sẽ, thơm tho nè, thì mọi người mới dám lại gần mới với mình, mới dám chơi với mình chứ. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye.